Dạ, Ngọc Ngân xin kính chào cả nhà thân yêu. Thì kênh của Ngọc Ngân tên là Ngọc Ngân Bến Tre. Thì kênh của Ngọc Ngân bán rất là nhiều loại cây, do đó là có những cái kênh thì gọi là mai vàng hoặc là những cái tên là bonsai thì quý cô chú anh chị dễ dàng lựa chọn. Còn khi mà đặt Ngọc Ngân Bến Tre thì quý cô chú anh chị thường thắc mắc là không biết cái kênh này bán cái gì nữa. Thì cái kênh này đúng là gọi là một cái nơi siêu thị á, tại vì tập trung rất là nhiều loại cây giống hoa kiểng luôn. Thì hiện tại giống như là mai ghép thì nhà Ngọc Ngân có trên 15 loại nè, còi mai con, rồi các loại tùng nè, rồi các loại trang giống thì có trên 40 loại luôn, từ lá nhỏ, lá trung, lá lớn, phục vụ mọi nhu cầu, mọi sở thích của quý cô chú anh chị luôn. Thì bên cạnh những cái loại đó thì Ngọc Ngân không ngừng cập nhật những cái danh sách, những cái cây trồng, những cái cây giá trị kinh tế cao để cho quý cô chú anh chị mình có thể dễ dàng theo dõi và chọn mua. Thì tiếp tục cái thế mạnh của Ngọc Ngân đó là Ngọc Ngân chuyên về những cái loại mai. Thì Ngọc Ngân thì cũng không có chạy theo những cái dòng mai mới, tại vì những dòng mai mới thì thứ nhất là nó khó chăm á, với cái cây nó còn nhỏ quý cô chú anh chị khó có thể chăm sóc được. Thì Ngọc Ngân chỉ tập trung những cái dòng nào nó không có mới, những cái dòng cũ thôi, nhưng mà cái hoa của nó to, nó đẹp và nó dễ chăm sóc thì Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị cái dòng bạch mai Thái. Thì cái cây bạch mai Thái này thì được đánh số từ số 1 đến số 4. Thì đầu tiên là cây số 1, số 2 thì sẽ có giá là 600.000 đồng một cây. Một cây là Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Cái cây số 1 này thì có dạng là hình thú đang bay á. Cái cây này thì được ghép 3 mắt bo, tính từ miệng chậu đi lên á. Tính từ miệng chậu đi lên á thì cây nó cao là 26 cm. Cái hoành của cái eo, cái này là mai gốc bứng đó quý cô chú anh chị. Cái cây mai này thì mình trồng là dưới đất là được 3 năm, sau đó mình bứng lên và mình ghép cái này thì được 1 năm rồi quý cô chú anh chị. Và cái dòng cái eo á là 10 cm. Còn chỗ cái bệ gốc là 16 cm. Thì cái cây số 1 là có giá là 600.000 đồng một cây, thì Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị nha. Còn cái cây số 2 này thì nó giống như một cái thiếu nữ đang ngồi vậy đó, đang ngồi và nó mẫn nó nghiêng một góc 45 độ, thì tính từ miệng chậu đi lên á thì nó cao là 36 cm. Cái cây này thì mình cũng ghép được 3 mắt bo. Dòng bạch mai Thái thì quý cô chú anh chị biết đó, thì nó có từ 8 cánh ăn lên nha. Nó có 8 cánh, 12 cánh rồi 16 cánh nữa. Có khi nó đột biến ra 20 cánh luôn. Thì cái này á, cái thân cây á của nó thì là 6 cm. Thì tất cả những cái dòng này đều là mai gốc bứng hết thưa quý cô chú anh chị. Riêng cái cây số 3 với cái cây số 3 với cây số 4 thì có giá là 700.000 đồng một cây nha. Cái này thì nó cũng đang nghiêng người một góc 30 độ á, một thiếu nữ đang vươn người lên á. Thì cái chiều cao của cái cây tính từ miệng chậu đi lên á là nó cao 30 cm. Cái cây này cũng được ghép 3 mắt bo quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có thấy không? Cái này là dòng bạch mai Thái nha, chứ không phải bạch mai đọt hồng. Thì cái dòng này á, cái này mình ngân đo cái dòng eo nha. Cái dòng eo ở đây là 15, cây này là 700. À, quý cô chú anh chị thấy là cái dòng bạch mai Thái á, nó cũng giống như bạch mai đọt hồng vậy đó. Là khi mà cái lá nó già thì nó sẽ có cái đốm trắng xanh thôi, chứ hoặc với những cái lá khác thì nó sẽ xanh lại. Cái bạch mai đọt hồng là cái lá mình nó xanh luôn á, còn cái bạch mai Thái thì nó còn có đốm trắng xanh. Thì cái cây số 6 này á, thì nó cũng có cái dạng cái đế chải á quý cô chú anh chị. Cái dạng chân nơm nha. Hồi xưa thì mình không có sửa rễ mà mình để những cái rễ nó phát triển tự nhiên á, nó tạo thành những cái đế chân nơm. Thì cái cây này thì nó có 4 mắt bo luôn á. Cái cây này đã đem về quý cô chú anh chị có thể lấy bo được nè. Thì cái chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên nó là nó cao 45 cm. Cái hoành của cái gốc thì nó cũng nó tầm 6 cm và nó được ghép 4 mắt bo 1, 2, 3, 4. Thì cây số 3, số 4 thì có giá là 700.000 đồng một cây, thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển. Cách thức đặt hàng đó là quý cô chú anh chị hãy liên hệ với Ngọc Ngân, cho Ngọc Ngân địa chỉ ấp xã huyện tỉnh trên và số điện thoại người nhận trong khoảng thời gian là 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối nha. Trong quá trình trồng và chăm sóc thì quý cô chú anh chị có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân cũng trong cái khoảng thời gian đó, tại vì ban ngày Ngọc Ngân đi làm không có bắt máy quý cô chú anh chị kịp á, thì quý cô chú anh chị hãy thông cảm cho Ngọc Ngân. Và quý cô chú anh chị đừng quên cái bấm cái nút màu đỏ xinh xinh nha, tại vì Ngọc Ngân rất là thích những cái loại cây màu đỏ luôn, lá đỏ, hoa đỏ là thích, đặc biệt là thích nhất là cái nút đỏ mà có chữ đăng ký á. Quý cô chú mỗi lần mà bấm vô cái đó cái là Ngọc Ngân rất là vui, tại vì khi mà mình bấm vô đó thì Ngọc Ngân đăng những cái video mới thì quý cô chú anh chị mới nhận
được, mà quý cô chú nhận được thì quý cô chú anh chị mới có thể theo dõi những cái video để mà mình dễ dàng theo dõi và chọn mua. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh, đã bấm đăng ký kênh của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị có một ngày cuối tuần và một buổi tối thật là vui vẻ, thật là ấm áp bên gia đình của mình nha.